Chỉ còn vài giờ nữa thôi, khuôn khổ vòng bảng của Chung kết Thế giới 2021 sẽ bắt đầu với những loạt trận hấp dẫn. Chúng ta lần lượt đi qua 3 bảng đấu ở những clip trước và ngày hôm nay sẽ là khuôn khổ bảng A với nhận định sức mạnh đến từ 4 đại diện có mặt ở bảng này. Trước khi bước vào nội dung chính, đừng quên để lại like và subscribe các bạn nhé. Let's go! Cái tên đầu tiên xuất hiện ở bảng A là đương kim vô địch của giải đấu, Damwon Kia. Chắc chắn không ai có thể nghi ngờ vị thế của nhà đương kim vô địch Damwon Kia khi chứng kiến cách họ khuấn phăng Nong Shin Red Fox và T1 tại vòng playoff của LCK mùa hè 2021 để có lần thứ 3 liên tiếp thống trị Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Bên cạnh sức mạnh ở nửa trên của bản đồ với Khan, Kenyon và Showmaker, thì Ghost và Barrow cũng đang tìm lại được phong độ giúp cho họ lên ngôi vô địch tại Trung Quốc vào năm ngoái. Nếu như tiếp tục giữ được phong độ, Damwon Kia sẵn sàng thách thức phần còn lại trong việc lật đổ sự thống trị của họ, qua đó trở thành cái tên thứ hai đi vào lịch sử của chung kết thế giới khi bảo vệ thành công chức vô địch bên cạnh SKT vào năm 2015 và 2016. Điểm yếu duy nhất của Damwon Kia ở thời điểm hiện tại là dấu hỏi phong độ của Khan ở các giải đấu quốc tế, cũng như Ghost và Barrow có lại đánh rơi phong độ như quãng thời gian tại MSI 2021 hay không. Nếu như giải quyết được hai điều kể trên, chắc chắn Damwon Kia sẽ là ứng viên số 1 cho chiếc cup Summoner danh giá. Sau, DK vẫn đang set up, cây điện đứng ở đằng sau, anh ta bắt được độc đàm rồi. Và độc đàm lên bảng đếm số quá nhanh và không kịp ua gì cả. Cây điện vẫn đang chém Showmaker cũng tương tự như vậy. Cô đi quay trở lại với giao tranh, đóng đồng hồ câu giờ nhưng Showmaker chém mất. Và anh ta có được một mạch những bảng hạ gục. Giáp nhân dần được kích hoạt. Gori cố gắng hồi sinh nhưng anh ta không thể làm được gì cả. Điểm hạ gục thứ 24 dành cho các thành viên bên phía của Damwon Kia. Một trong những đối trọng lớn nhất của Damwon Kia tại chung kết thế giới năm nay, FunPlus Phoenix là cái tên thứ hai có mặt ở bảng A. Sau mùa giải 2020 đáng quên, Phương Hoàng Lửa đã đưa về đường trên số 1 thế giới Nuguri từ chính Damwon, qua đó thể hiện phong độ lột xác ở mùa giải 2021. Tuy nhiên, trong cả hai lần lọt vào trận chung kết của LPL, FunPlus Phoenix đều chơi dưới sức và để thua khi được đánh giá cao hơn so với cả IMG và EDG. Muốn trở thành đội thứ hai vô địch ít nhất 2 lần tại chung kết thế giới, ngoài phong độ xuất sắc của DNB, các cá nhân còn lại cần phải thi đấu ổn định hơn nữa trong những thời điểm then chốt để giúp FunPlus Phoenix đạt được mục tiêu cuối cùng. Với một DNB đang thăng hoa, FunPlus Phoenix đang được đánh giá rất cao tại chung kết thế giới lần này. Ở mùa giải năm nay, DNB luôn sẵn sàng bùng nổ ở bất cứ thời điểm nào của trận đấu, không chỉ gây áp lực mạnh trong giai đoạn đi đường, đội trưởng của FPX sẵn sàng tỏa sáng trong những tình huống giao tranh với sự nhạy bén và kỹ năng của mình. Super Carry DNB vẫn sẽ là hạt nhân chính và điểm đáng lưu tâm cho những đối thủ sắp tới của Phượng Hoàng Lửa. There it is, the arrow onto Tien. Do they follow it up? The barrel chain at the ready. Bolshevik, great, but Tien getting caught out by missing. But remember, this is a Viego as the floor through at the Vanguard's edge. Moonfall's a bit late. WE still get Tien, but Doombie's alive. And I see low health members as Eldervik may miss, but he's set up for the play. Wind wall in the middle though. Big again, the knock-up as well. WE are winning the fight, but they just need to kill Doombie. Get the Steric shield. Somehow Aurelia lives. This champion, I'm not going to say it, Lyric, but it's not looking too good. Elk's running away. Nuguri's joined in. There's a stun. And once again, super freaking carry Doombie. Với hai gác khổng lồ mà mình vừa kể trên, thì bất cứ một cái tên nào không may lọt vào bảng đấu này đều sẽ phải cố gắng không chỉ 100 mà là 200, thậm chí là 300% sức mạnh để tiếp tục nuôi hy vọng bước tiếp. Và một trong hai cái tên ấy là Rogue, hạt giống số 3 của khu vực LEC. Mặc dù chỉ là hạt giống số 3 của LEC, nhưng Rogue đã có một mùa giải rất bùng nổ. Thậm chí, họ còn vượt mặt cả Malayan và Fnatic để dẫn đầu vòng bảng. Đây có thể coi là một điểm tích cực dành cho các cổ động viên của đội tuyển này khi vòng bảng của chung kết thế giới cũng sẽ thi đấu với thể thức BO1 tương tự như vòng bảng của LEC. Điểm mạnh lớn nhất mà Rogue đang sở hữu vẫn sẽ là xạ thủ của họ, Hansama. Hansama là mắt xích vô cùng quan trọng trong bộ máy hoạt động của Rogue. Bên cạnh khả năng sử dụng vô cùng thành thạo những vị tướng xạ thủ truyền thống, anh cũng bắt kịp xu thế với các con bài đa dụng ở khu vực đứng dưới. Điều này giúp cho anh gặt hái khá nhiều thành công bằng những quân bài ấy ngay trong thời điểm mà meta đang vô cùng hỗn loạn. Bên cạnh đó, Rogue cũng đang sở hữu một trong những người đi rừng tốt nhất tại LEC hiện tại, Inspire, người đang khao khát chứng tỏ bản thân ở lần trở lại đấu trường liên minh huyền thoại lớn nhất hành tinh. Difficult circumstances in the past. Here comes the Crow Storm! Ask whatever damn question you want of the Raven, it's a murder in the bot lane! Look at how he just kills them all!
Oh, the damage was devastating. Misfits were on the cusp of getting a huge win against Rogue, but their undefeated streak will come to a close. Rogue will take the win. Will Misfits form last? The answer is no. Rogue are here to put them right back in their place. Oh, inspired. Và cái tên cuối cùng, đội cũng vừa có được chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng trước Peace Gaming để giành lấy tấm vé cuối cùng đến với vòng bảng của chung kết thế giới 2021. Hạt giống số 3 của LCS, Cloud9. Việc để thua 2 trận liên tiếp ở ngày cuối giai đoạn vòng bảng thuộc vòng khởi động là điểm gợn duy nhất tính tới thời điểm hiện tại của đại diện Bắc Mỹ. Sự đồng đều ở tất cả các vị trí là điều chúng ta dễ nhận thấy khi nói về điểm mạnh của Cloud9 sau vòng khởi động, đặc biệt là sự bùng nổ của Perk và Forge, hai đường đơn của Cloud9 ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, vòng bảng khác rất xa so với vòng khởi động và càng khác biệt hơn khi Cloud9 rơi vào bảng A với hai quái vật kể trên, chưa kể tới một Rogue luôn sẵn lòng sắm vai ngựa ô. Perk và đồng đội sẽ phải vô cùng tập trung nếu như muốn làm nên chuyện ở bảng đấu vô cùng khắc nghiệt này. Minutes into the game, Perks is just splitting mid. That tower is dead. Cloud9 going for it. Aladoric looking for it. Finds a trap on Sven, but it's so far back that it just doesn't matter. It's a double kill already for Sven. It's absolute carnage here for Cloud9. It's going to be an ace. 19 minutes through a quadra kill. Dancing Shelly. And Sven, Dancing Shelly on the table. Cloud9 trying to punch that ticket into the wall. No, Ventura's going to kill her. Tragedy at the end for Shelly, but a victory for Cloud9 as they will take the sweep, take down Peace, and finish pushing one step further into the World's 2021 group stage. Với nhận định trên, rõ ràng Damwonkia và FunPlus Phoenix là hai cái tên sáng nước nhất để bước tiếp với sức mạnh hiện tại mà họ đang sở hữu. Trong khi đó, Rook và Cloud9 sẽ phải gắng hết sức mình để sẵn sàng cho một cuộc lật đổ. Trong thể thao luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ, và biết đâu đấy, Rook hay Cloud9 lại làm nên chuyện thì sao? Còn các bạn nghĩ sao về bảng đấu này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên nhấn like và subscribe đi nhé. Bảng A sẽ bắt đầu với cuộc đại chiến giữa Damwonkia và FunPlus Phoenix vào lúc 18 giờ tối nay. Hy vọng các bạn đừng bỏ lỡ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.